Rồi bây giờ trở lại, hình như có cái câu này của Lịch Chê Lương hả? Ở đây thì có yêu cầu đích danh luôn nha, đồng đạo Hoa Sa Mạc là chuẩn bị ha. Kiều xin xin được đọc cái câu hỏi của Lịch Chê Lương. Lo tập luyện những câu đờn hát, chứ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật Thánh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời chi giải bảo. Mời Hoa Sa Mạc giải dùm. Cảm ơn Hoa Sa Mạc ơi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì Hoa Sa Mạc thấy cũng đã gần hết giờ rồi, còn có 5 phút nữa thì thấy cái câu của đạo Lịch Chê Lương nêu lên nguyên một cái đoạn giảng, thì cái đoạn giảng này nằm trong quyển tư. Và cái thưa quý vị, đây là quyển Giác Mê Tâm Kệ. Và thì quyển Giác Mê Tâm Kệ mà Đức Thầy chúng ta đã viết bài này thì nói đến thì Đức Thầy viết tại tổ đình. Kính thưa chư quý đồng đạo, thì nguyên một cái đoạn văn để Hoa Sa Mạc đọc lên. Dạ. Lo tập luyện những câu đờn hát, chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ. Để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Ráng bắt chước làm theo Phật Thánh, nếu thiệt người thì biết thương người. Thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười, nào có lấy lời chi chỉ bảo. Và kính thưa cho quý vị, thì theo qua một cái đoạn giảng mà Đức Thầy đã cho chúng ta biết, thì mình theo Hoa Sa Mạc hiểu thì hiểu theo cái nghĩa gọn gọn của mình trong 8 câu này thôi. Thì Đức Thầy cho biết là lo tập luyện những câu đờn hát. Kính thưa cho quý vị, thì nói về tập luyện những câu đờn hát đồ này kia thì chỉ cho cái thế sự, cái giải trí, cái vui chơi của người đời thôi. Ví dụ lo đờn hát để giải trí, để cho cái cõi lòng mình nó khi mà rảnh việc thì vui chơi theo cái chuyện là đờn ca sướng hát, để cho nó cái tinh thần nó vui vẻ trong cái vui. Nhưng mà cái vui ở đây là theo Hoa Sa Mạc thì hiểu, thì cái vui đây là cái vui thế gian, cái vui để mình giải trí, vui chơi chơi trong những khi mà mình làm lụng vất vả rồi mình cũng có cái niềm vui. Nhưng mà đó là cái vui của thế sự thôi. Tập luyện những cái câu đờn hát, đờn ca sướng hát này, cái vui trong cái thế sự, vui trong cái tiên diễn của cái việc thế tục hàng ngày thôi, chứ nó không có trở về với cái đạo đức, trở về với cái chân lý, trở về với nhìn lại, ngó lại cái nội tâm của mình, nó không có. Cho nên Đức Thầy lo tập luyện những câu đờn hát là Đức Thầy cho biết, là lo là cứ nghĩ, cứ luyện tập làm sao những cái câu đờn hát, đờn ca sức hát cho hay, để làm cho thỏa thích cái âm điệu, để cho người nghe họ khen, họ thích vậy thôi, chứ nó không có cái gì để mà trên cái con đường đạo đức trở về cái tâm hồn của mình. Chớ chẳng lo dạy dỗ ngu khờ, nghĩa là lo như vậy thôi, chạy theo đờn ca sướng hát cho người ta khen ta hay vậy thôi, cái vui của thế tục thôi, chứ không có lo để mà dạy dỗ ngu khờ, nghĩa không lo giúp đỡ cho những cái người mà mê si, những cái người còn khờ dại, để nhắc nhở họ trở về với cái chân lý, trở về với cái sự tu hiền để thoát khổ ở tương lai. Bởi vì cái cảnh thế tục này thì nếu mà chúng ta đắm nhiễm vào đó thì tương lai mình phải chịu sa đọa, phải chịu khổ đau. Còn mình nên nhận thức rõ được cái chân lý đạo lý đó, rồi mình khuyên nhắc những cái người mà còn khờ, còn ngu, họ chưa có hiểu về cái giáo lý là gì hết, thì mình nhắc nhở họ, mình lo dạy dỗ họ. Thay vì mình luyện tập những cái câu đờn hát này, thì mình nhắc nhở những cái người, mình để cái thời gian đó để nhắc nhở những người chưa hiểu đạo lý, cho họ quay trở về cái con đường lành lẽ phải để mà họ tu hiền, thì như thế có ích lợi hơn nhiều vậy.
Rồi Đức Thầy cho biết thêm là để cái tâm yên lặng như tờ, coi ta nói câu nào bất chánh. Nghĩa là hãy để cái tâm yên lặng mà suy nghĩ coi như tờ, nó phẳng lặng như tờ đó. Mình phải suy nghĩ cái lời nói của Đức Thầy coi như thế nào. Mà ở đoạn khác thì Thầy có cho biết là chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu đó. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu cố công gìn giữ tánh thuần lương đó, là mình một cái lời nói của Đức Thầy nó ra quan trọng vô cùng. Mình suy nghĩ coi, hay để cái tâm hồn mình yên lặng trong sạch để suy nghĩ coi, coi coi Đức Thầy có nói cái câu nào bất chánh hay là không. Mình suy nghĩ coi cái Đức Thầy là một cái vị như thế nào, ngài nói cái lời nói của ngài có bất chánh hay là không. Coi ta nói câu nào bất chánh, coi coi Thầy nói có cái câu nào sai chặt hay là không. Mình hãy suy nghĩ kỹ đi, mình nhìn nó lại suy gẫm những cái lời dạy của Đức Thầy nguyên trong cái cuốn như là sấm giảng này đây. Mình suy nghĩ coi, nghĩa là cái lời Thầy nói có cái câu nào không đúng hay là không. Thưa quý vị, Thầy đưa cái dấu hỏi như vậy, coi coi Thầy có nói coi câu nào mà bất chánh là không đúng hay là không. Thì cái đến là Thầy cho biết là ráng bắt chước làm theo Phật Thánh. Nghĩa là ráng bắt chước làm theo Phật Thánh ở đây thì chúng ta phải cố gắng noi theo cái gương hạnh của các ngài. Nghĩa là Phật từ thiện theo cách nào đắc đạo rồi hãy rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh điều gì giác ngộ thì khá dân lời. Thì thưa quý vị, đó là bắt chước đó. Nghĩa là Thầy dạy, nghĩa là mình quy y thì mình phải làm theo, quy y thì khám hành y đó. Khi mình đã quy y với Phật Thánh Tiên rồi thì mình phải làm theo những cái lời ngài. Phật từ thiện theo cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thì đó là mình bắt chước, mình cố gắng, mình làm theo, mình noi theo cái gương của các ngài. Nghĩa là các ngài từ bi hỷ xả như thế nào thì mình phải cố gắng tập cái đức tánh từ bi hỷ xả như thế nấy. Phật tu cách nào đắc đạo dạy mình phải làm theo cách nấy. Thì được như vậy mình sẽ thành công đắc quả. Nghĩa là mình bắt chước theo Phật, mình bắt chước theo Thầy, mình không có sai lạc đi đâu trên. Nghĩa là cố gắng làm sao để mình noi theo cái bước đường này mình đi. Nghĩa là Đức Phật, Phật Thánh Tiên đã dạch cho chúng ta một cái con đường rồi, dạch cho con đường mình một cái con đường đi, mà sở dĩ mình không có đến nơi cái mục đích là sở mình không có bắt chước, mình không có đi đúng theo cái con đường đó. Bây giờ cái con đường đã dạch sẵn rồi thì chúng ta cố gắng nương theo cái con đường đó để đi. Nghĩa là noi theo cái con đường đó mà các ngài đã dạch ra, bắt chước theo, nghĩa là noi theo các ngài để mà thành công, để mà đắc quả. Thì ráng bắt chước làm theo Phật Thánh. Nếu thiệt người thì biết thương người, nếu mà thiệt con người thì biết thương người. Mình có cái tấm mình là người, mình có cái thì tất nhiên chúng ta những cái người khác họ cũng là con người thì cũng như mình thôi. Nghĩa là mình luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn người với cặp mắt từ bi, nghĩa thiệt người thì phải thương người thôi. Thì thưa quý vị, chúng tôi có một cái anh bạn này quen. Một bữa nọ bàn luận với nhau về đạo lý thì anh nói như cái một câu như thế này, tôi còn nhớ, mình cũng ghi khắc trong lòng của mình. Anh nói tôi thường thường tôi ít có giận lắm, trong lòng tôi nó hoan hỷ, nó ít có giận lắm. Tại sao tôi suy nghĩ như vậy nè? Tôi suy nghĩ mình không lẽ mình không thương người ta, mình không có đem cái lòng thương người ta sao? Nghĩa là mình luôn luôn lúc nào mình nghĩ trong mỗi chúng sanh thì có cái Phật tánh. Nghĩa là trong mỗi cái chúng sanh đều có cái Phật tánh, mà tôi cũng có Phật tánh, cái người đó cũng có Phật tánh. Mà bây giờ không lẽ là tôi binh cái Phật tánh của tôi rồi tôi mạ lị cái Phật tánh người khác? Nghĩa là tôi binh cái Phật tánh của tôi, ông Phật tánh của tôi, rồi tôi không thương ông Phật tánh của người đó. Nghĩa là mỗi người đều có cái Phật tánh hết, thì mình phải mở tấm lòng ra, mình quý yêu cái Phật tánh của mình. Tại sao mình không quý yêu cái Phật tánh của cái người đó? Thưa quý vị, cũng có cái ý hay hay quý vị. Thành ra mình suy nghĩ mỗi chúng sanh đều có Phật tánh hết, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật hết. Thì mình thương, nếu là mình là con người thì mình phải thương người. Mình nghĩ tất cả chúng sanh đều có ông Phật, đều có Phật tánh hết, thì mình mở lòng ra mình thương người, nghĩa là mình thương cái kính trọng cái Phật tánh của người đó vậy. Thì Đức Thầy cho biết là nếu thiệt người thì biết thương người, thấy kẻ khờ quê dốt ngạo cười thì Đức Thầy than. Nghĩa là chúng sanh thời nay thì cứ chạy theo những cái
cái sắc tài, cái danh vọng, cái trị lạc, cái thế gian này không có lo tu hành. Thấy người ta khờ, người ta quê, người ta dốt thì cười chê người ta. Mình nghĩ mình là cái người có trí thức, mình nghĩ người mình là người học cao, mình nghĩ mình hiểu rộng, rồi mình chê cười người ta. Thấy kẻ khờ, người quê dốt nhỏ cười, thấy người ta khờ thì mình chê, mình cười. Nào có lấy lời chi chỉ bảo, mình không có lấy cái lời gì để chỉ bảo cho người ta, mình cứ cười chê người ta thôi. Thì thưa quý vị, thì đó là một cái đoạn văn mà Đức Thầy đã dạy, một đoạn giảng mà Đức Thầy đã dạy. Thì qua Sa Mạc chia sẻ đến đây thì cũng đã dứt lời. Thì kính thưa quý vị, thì qua Sa Mạc thấy cái thời gian thì cũng đã hết rồi. Chị Hương Cao ơi, chị có trước máy không chị? Lên để mà tiếp thêm cái ý này ha, là quý vị nào có ý nào thêm thì tiếp thêm để cho được đầy đủ hơn. Và qua Sa Mạc xin chân thành cảm ơn. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ em xin gửi mic lại. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Từ cao xin thay mặt chư quý đồng đạo trong đạo tràng cảm ơn em Hoa Sa Mạc. Ở trong đạo tràng này mình thấy là nam thì nhiều lắm hán chư quý đồng đạo, mà nữ mình tìm dễ lắm nha, quý báo lắm mới được có một người nữ lưu này thôi, phải nói là rất là tuyệt vời. Em nói rồi chị cũng không có ý gì để nói nữa, chỉ biết khen thôi. Hái qua nhãn thọ, nếu mà mình không có qua Sa Mạc thì kể như coi mình tiêu rồi, làm sao ai đâu đứng lên nói để mà đấu lại với mấy huynh đệ của mình ha. May ra còn có được một đại diện, mà bây giờ thì cũng hết giờ hen. Ăn hiếp. Bây giờ thì hết giờ hen chị quý đồng đạo. Trước khi mà mình nói lời cảm ơn để tạm biệt cái chương trình, tạm dừng chương trình, thì Hương Cao xin được chân thành cảm ơn nha. Mà quý vị cũng phải công nhận đi, bây giờ hỏi hết chư quý đồng đạo đang có mặt trong đạo tràng nè, ngày hôm nay mình sinh hoạt có sinh động không chư quý đồng đạo? Có vui không? Mình thấy rằng cái đạo tràng mình nó rất là liên tục, mà nhiều cái ý kiến đóng góp nè, nhiều bàn tay đưa lên để chia sẻ, rồi có nhiều giọng nói nữa. Thì mình thấy là nhờ có, nên Kiều nghĩ là những chị như là chú Ngô hay là chú Tư với chú Tự Hiền, là ba người đó thì là cốt cán ở trong đạo tràng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay Hương Cao nhận xét là nhờ có ba vị nhóm của Qua Sa Mạc, LC, nhóm Cái Dầu, Qua Sa Mạc nè, LC lại với Tiểu Phu, ba vị này mà sắp xếp được cái công việc mà ở ngoài mà vô tham gia thì mình thấy rất là sinh động. Cái gì cũng vậy chị quý đồng đạo, nếu như mà một người mà cầm mic nói hoài á, thì quý đồng đạo nghe bữa nay thấy hay, nhưng mà ngày mai cái mình thấy nó cũng hơi, rồi mốt cái từ từ cái mình thấy nó rất là bình thường ha. Bởi vì mình nghe hoài, một người hát hay kìa, mình coi một lần hay mình nghe một lần mình thấy rất là tuyệt vời, nhưng mà cứ hoài như vậy khi mình cũng ngán, nó bảo hòa rồi. Cho nên là Hương Cao cũng rất là mong mỏi sự trở lại của ba vị này, đồng đạo eo xì, đồng đạo tiều phu và em gái Qua Sa Mạc, có thể sắp xếp được cái lịch làm việc mà hãy rảnh á, thì vô mà mình cùng đóng góp với đạo tràng. Thì thấy không, tất cả mọi người ở đây rất là hoan hỷ. Nếu mà như hồi nãy chú Tư đi ngủ rồi, chú Tịnh Thiền mà không vô nữa thì mình thấy là xong phim rồi đó, là cái đạo tràng mình im ru rồi đó, phải không chú Ngô? rồi bây giờ thì nhờ có mấy vị này mà những câu hỏi sau này mình được chia sẻ rất là hay, cho nên là Hương Cao mong mỏi những điều này hắn quý đồng đạo. Có thể là đồng đạo LC hay là đồng đạo Tiều Phu không còn ở trong room, nhưng mà có Hoa Sa Mạc có thể chuyển lời giùm ha. Đây là tất cả cái sự cảm mến của chư quý đồng đạo trong đạo tràng. Mời quý đồng anh em mình, không phải chỉ có ba vị này thôi, mà những anh chị em nào có khả năng chia sẻ, dầu đang mặc những cái áo xa lạ nào đó, mà có khả năng chia sẻ thì cũng xin trở lại để giúp giùm cho đạo tràng. Phải nói là khi nếu như mà quý vị vì một cái việc bận, cái việc Phật sự, đạo sự ở ngoài mà không có đến để chia sẻ, không có đến để đóng góp á, thì đạo tràng vẫn hoạt động, chứ không phải mình đóng cửa. Như nó mới hoạt động trong một cái không khí nó quá yên ả,
Yên ả tới nỗi mà ai cũng ngủ luôn ngục luôn, rồi để cho một mình suối trong lên là phát thanh. Thành ra nếu mà yên ả tới kiểu đó đó thì mình thấy nó cũng khó chịu hay quê đồng đạo. Vì không ai cầm không bây giờ có người cầm mic đi nhưng mà không có người chia sẻ cũng khổ lắm á. Rồi bây giờ đôi khi cũng bận việc rồi không có người cầm mic thì chỉ có một mình suối trong phát thanh thôi. Nhưng mà nếu như mà bao giờ cũng vậy đó chị quý đồng đạo, mình buôn bán cũng vậy đó. Nếu mà có một người cái nhà đó mà ngày đắt cái ăn thì biết khách ở đâu ta lợi, ào 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 mua hoài, mà ngày nào mình ế mà không thấy món nào lợi chứ. Bữa nào xô vắng rung vắng trong không có tìm được một người nào giúp thì mình ngồi mình mỏi mòn mình chờ đợi không thấy ai. Rồi thí dụ bây giờ có một mình chú tịnh thiền đi thì không có người hỏi cũng như không. Cho nên bây giờ mỗi người một chút hen chú quý đồng đạo. Nếu như mà mình coi đây như là một cái việc để mình sinh hoạt, nên Kiều không dám nói đây là một cái trường học hay là một cái nơi mà để mình vào một cái chính quy nào đó. Nhưng mà đây là một cái nơi để mình hội ngộ lại với nhau, rồi mình cùng nhau đàm đạo chia sẻ. Thì mỗi người có một cái đóng góp, nếu chúng ta cùng góp một bàn tay thì mình sẽ có một cái điều kiện để mà mình gặp nhau. Gặp nhau trên đây trước rồi mình gặp nhau ngoài sau, phải không qua dàn thọ? Nếu không có cái room này làm sao biết qua dàn thọ là ai, làm sao biết sống vui khỏe là ai, làm sao biết hãy ráng tu tâm là ai, rồi cũng không biết qua sao mà cũng không biết mà tịnh hữu hay là David Xe hay Ninh Kiều, nhờ ở đâu mà mình biết nhau, cô lấy đò nữa. Chỉ có nhờ cái chỗ này đó, đây là cái nơi mà mình hội ngộ. Mà chúng ta thường thì hội ngộ ngoài đời, chúng ta có những cái nó như nãy vừa qua sa mạc chia sẻ đó, những cái vui chơi giả tạm. Nhưng mà chúng ta họp mặt ở đây chúng ta cũng có niềm vui đó chú quý đồng đạo. Quý đồng đạo có thấy vui không? Khi mình vô đây mình sinh hoạt, mình được quen biết nhau, nhiều khi mình giỡn những cái câu mình chọc nhau, mình chọt nhau nhưng mà nó vui. Thí dụ như giữa đồng đạo Tịnh Hữu nè, Si Bảy nè, hay là đồng đạo Cát Long hoặc là chú Ngô. Nhưng mà quý vị đó thường có những cái câu nói chỏi chỏi nhau, nhưng mà đó là niềm vui. Nếu không có chỗ này thì mình cũng khó mà họp mặt nhau để mà gặp. Rồi mình không có nơi đây thì mình cũng đâu có cái nơi ở ngoài để mình gặp đâu. Người chân trời kẻ góc biển có biết đâu mà họp lại với nhau. Thì nên Kiều mong là quý vị mình cố để mà mình giữ lại, để chúng ta có một nơi hội ngộ, khi nào mình rảnh thì mình đến đây. Rồi sau này nếu có dịp thì chúng ta sẽ hội ngộ ở ngoài đời ha. Trên đây mình hàm thụ, còn ở ngoài thì mình thực tế ha. Ở đây uống nước cũng hàm thụ, ăn cũng hàm thụ, gì cũng hàm thụ hết á. Nhưng mà mình đã có những bữa tiệc thực tế nha, có lẩu luộc bình này nha, có gì sữa bắp này nha, có những món ăn chay thật là ngon này nha, có hồng trà nha. Hôm qua đi lên ăn tiệc ở trên chỗ cô lấy đò đó là có uống những cái nước là lạ, mà của vị đồng đạo cũng mới đó, mấy chị nó nấu rất là ngon. Dạ. Thành ra đây là những cái nơi mà mình nghĩ rằng cũng rất là lệ lạc hết chị quý đồng đạo. Cũng mình nói rằng không phải là mình khi bạn gì xuất gia tu gác bỏ hết mới là tu, mà chúng ta là những người cư sĩ nè. Khó mà có điều kiện gặp nhau mà để nói chuyện tu lắm. Thường người cư sĩ, người sống ở ngoài đời thì mình gặp nhau mình nói chuyện đời không à, chuyện làm ăn, chuyện sự nghiệp. Nhưng mà đây là một điểm đó, mình gặp nhau để mình có nói chuyện tu học. Thì mình gác bỏ những cái làm ăn, lo toan sự nghiệp để rồi mình được những cái giây phút mà mình làm món ăn tinh thần. Quả là một điều rất là tuyệt vời chứ quý đồng đạo. Mà mình muốn có được này không phải chỉ có chú Ngô giữ được nè, không phải chỉ có chú Tịnh Thiền, chú Tư hay Ninh Kiều giữ được đâu. 3-4 người hay 5-6 người gì trong cái ban điều hành, mình gọi là cho nó có nghe cái tên nó quay phong gì chứ thật sự là không làm gì được nếu như không có sự đóng góp của quý đồng đạo. Một bàn tay đưa lên của quý đồng đạo hay một cái nickname mà quý đồng đạo vào đây đó là một cái sự đóng góp, là một cái thành viên, là một viên gạch để mà mình xây dựng, mình vững cái đạo tràng này là nhờ chính bàn tay, chính cái sự góp mặt của quý đồng đạo. Dẫu rằng có những quý đồng đạo vào mà không có nói gì hết, nhưng mà những vị này nếu không có mặt thì cái đạo tràng mình cũng sụp à. Dẫu rằng ta không nói nhưng mà ta vào đây ta ngồi thì mình mới có hứng thú để mình nói với quý đồng đạo. Thành ra Ninh Kiều cũng mong mỏi là
sự đóng góp của chư quý đồng đạo, những anh chị em mà trong những Việt Nam cũ thì đã quá quen thuộc rồi, những Việt Nam mới ha, và những người cũ trong những Việt Nam mới thì chúng ta cùng nhau ha, mỗi người góp một bàn tay. Đừng nói rằng bãi bữa hổm mà bây giờ để cho Đinh Kiều nói chút xíu hen chị quý đồng đạo, mình hết giờ mình sắp chuyển sang sấm giảng nói chút được không quý vị? Đây để như vậy cái có mất cái thời gian của quý đồng đạo mình không nè. Nghe Vĩnh Hưng nãy giờ ngồi im lặng nghe Hồng Trà các con bọn nhúc nhích hay Vĩnh Hưng ha. À, Hồng Trà rất là ngon Vĩnh Hưng. À, hồi đó giờ mình thấy người ta bán chung, à, cảm ơn qua Văn Thọ, bán chung với cái gì trà sữa trân châu gì đó, thì mình không có dám uống tại nghe báo đăng nói là hồng trà trà sữa gì đó là của Trung Quốc, rồi mình uống vô nó pha này nọ rồi lỡ nó làm gì đó vậy mình không rõ nguồn gốc thì mình sợ bệnh cho nó không có uống. Nhưng mà ngày hôm qua lên nhà Ngọc Diệp thì có điều kiện để uống ngon với đồng đạo ngon. Và cái cô đồng đạo Hai Phương, cái người này nhỏ hơn Ninh Kiều, thì nói rằng nấu bằng hồng trà của Hồng Kông và nấu với đường phèn, uống rất là thơm, mà mình uống mình có cảm giác như là mát ngon lắm quý đồng đạo. Thành ra kẻ lạc lầm không thấy Vĩnh Hưng đến ha, cho nên nghĩ là Vĩnh Hưng ở nhà đếm tiền. À, thì rất là ngon chú quý đồng đạo. Đi không được muốn khóc hay Vĩnh Hưng sẽ có dịp ha, vậy sau mình có dịp nào đó mình họp lại. Rồi tiếc là bữa đó thế này nè, Kiều cũng rất là bận rộn, rồi đi thì mẹ có đi, rồi con gái cũng đi nữa, đi lên Châu Đốc để cúng Phật thầy Tây An, con gái thì muốn đi với bà đó, rồi mình mới đi theo xe, cho nên mình lên rồi mình lại bị lệ thuộc vào chiếc xe đó, mình đi về sớm. Chứ nếu mà mình đi riêng thì chắc mình ở chơi tới 3-4 giờ cùng với chị quý đồng đạo. Bởi vì cái ngày mà mình gặp mặt đó là những đồng đạo mình nhìn trong room là những người nhìn vào đây nè, trong đạo tràng mình nè, những người thân thương không à chị quý đồng đạo, rất là thân thương. Một lần đầu mình gặp thì mình còn bỡ ngỡ, nhưng mà những lần sau này mình gặp thì đó là tình cảm, là sự gắn bó. Thế chị quý đồng đạo, mà phải nói rằng nếu như chúng ta không có đạo tràng này thì chúng ta cũng khó mà gắn bó với nhau đến được như vậy. Đành rằng vào đây cũng có lúc phải, cũng có lúc là không đồng quan điểm, cũng có lúc thì mình không vui. Nhưng mà cái không đồng quan điểm hay cái không vui đó, nó không có làm mất đi cái tình đồng đạo ở trong này. Mình được nhiều hơn là mất, phải không chứ quý đồng đạo? Mình được nhiều hơn. À, rất là thương luôn, đúng là vậy đó. Mình được nhiều hơn là cái mất. À, cho nên là quý đồng đạo ơi, mình thường xuyên vào ha, để rồi có một dịp nào đó mình gặp lại, như là Kiều chưa có gặp được gia đình Sen Vàng nè, đó cũng chưa có biết Sen Vàng là ai, ví dụ vậy. Rồi mình cũng muốn được, lần này thì mình may mắn mình gặp được hai vị mà mình chưa biết mặt. Để coi hình như là trước tiên là đồng đạo Suối Trong, từ đó giờ trong room mình Suối Trong thì làm rất nhiều việc cho đạo tràng mà mình không biết mặt. Thành ra mình gặp, khi mình gặp Suối Trong là một người rất là trẻ tuổi, đẹp trai. Rồi gặp Trung Hải, đúng rồi, gia đình Trung Hải, mặc dù là đến trong đạo tràng mình thì đọc sách giảng mà Ninh Kiều tưởng là Trung Hải trẻ lắm, tại nghe cái giọng trẻ, cho mình nghĩ như là mấy đàn em trai trẻ thôi, nhưng mà Trung Hải cũng lớn rồi, gia đình Trung Hải nè. Rồi mình gặp được đồng đạo Hai Phương, thành ra mình gặp được ba vị đồng đạo, nhưng mà hai vị kia thì đi đôi, chỉ có Suối Trong thì đi một mình. Đúng rồi, còn Quý Học nữa, phải không? Đúng rồi, mình còn gặp thêm Quý Học nữa. Nếu như mà mình không có điều kiện vậy thì sao mình gặp được ở ngoài dữ vậy chứ quý đồng đạo? Mình lên room này mình gặp được thì thành ra cho mình nhiều hơn là mất ha. Rồi cái nữa, bữa đó đồng đạo Từ Phu nói rằng cảm ơn Ninh Kiều đã giữ được cái room này, cũng như là ngồi mình giữ được cái room này để cho anh em có dịp họp mặt. Tự nhiên Từ Phu nói vậy mình thấy mình xúc động chứ quý đồng đạo. Mình làm không được cái gì hết, mình nghĩ rằng mình mấy lúc sau này mình cũng có nhiều việc, cái ăn cái mặc ở ngoài nó khiến mình cũng phải lo toan, rồi cũng ít lên đây, nhưng mà nghe Từ Phu nói cho mình thấy mình rất là xúc động.
Mà mình nghĩ mình cũng không phải chỉ có Ninh Kiều mới giữ được cái room này đâu, mà là tất cả bàn tay của 28 vị mình còn ngồi đây nè quý ông đạo. Mình có vào hàng ngày, mình có tới có lui thì mình mới giữ được cái đạo tràng. Chứ còn bây giờ cho Ninh Kiều có ba đầu sáu tay chứ đừng nói một đầu hai tay cái gì, mà giang tay ra mà ngồi mà giữ cũng không chắc gì được, nếu có nếu như là không có sự tham gia của quý vị đó. Quý vị mà không vô cái này là Ninh Kiều là muốn đi trốn trước rồi đó. Vô mà thấy cái room nó vắng que rồi, cái không có ai, một mình xuống trong ngồi phát thanh ổn ẻn là mình mắc rầu rồi. Rồi bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình ráng vô để mà mình đưa bàn tay lên để mà mình giữ coi coi hồi đồng đạo có vô không. Ngồi một hồi lâu quá lâu không thấy ai vô, tự nhiên thấy buồn, nó không lẽ cái room này tới lúc phải đóng rồi sao không biết. Nhưng mà cũng có những cái mà như chú Ngô mà gặp nhiều chửi lộn nhiều á, thật sự có chửi mới có nhớ đó chị Quý đồng đạo. Ở trên đây là Ninh Kiều có bị hết trơn rồi, chửi nhẹ nè nè. Bây giờ Ninh Kiều xin kể với chị Quý đồng đạo. Phải đi nó vui lắm mà Vĩnh Hưng. Cái trên đạo tràng này Ninh Kiều ngồi, nếu nếu nói á thì sau chú Tư với chú Tịnh Thiền thì Ninh Kiều là còn trước chú Ngô nữa, ngồi rất là lâu, cay đắng ngọt bùi gì có hết rồi, thích mình cũng có nè, quý mến mình cũng có nè. Bây giờ mình nói cái tốt trước ha, cái thương mến mình rồi, cái mà kích phải nói là khuyến tấn mình nè, rồi cả những cái mà tạo điều kiện cho mình để lên trên đạo tràng thì cũng có. Nhưng mà chửi chửi rủa mình, chửi mà thâm tệ, chửi tục tiểu, chửi khủng khiếp cũng có, thành ra ngọt bùi gì cũng có hết. Ở ngoài đời thì cũng vậy thôi chú Minh Đạo, mình không bao giờ đi trên con đường mà nó hoàn toàn trải dung lụa, nó cũng có lúc gập ghềnh, cũng có lúc mình bị chao đảo, rồi cũng có lúc mình bị sóng gió cũng này kia, nhưng mà mình vẫn kiên cường. Thì ở trong đạo tràng cũng vậy thôi. Thì mà thật sự thì nếu mình nói rằng, mình nói rằng nhà mà mấy người mà ta vô trong đạo tràng ta chửi mình là đồng đạo mình thì cũng không có đâu. Đồng đạo mình có thể là không hài lòng với mình thì có khích bác mình, nhưng mà không có chửi mình nha. Ở đâu thần phù nó vô nó chửi mình tục tiểu tàn tệ vậy đó, tức quá mình rượt theo thì mình mới coi ra, thì những người đó biết ở đâu quý vị. Vô bữa hổm chửi nó kiểu tục tiểu, mình kiểu thấy phát sợ, không dám lặp lại, cũng không dám coi luôn đó. Mình thấy mà mình run tay luôn đó. Thì bữa đó mình gặp ngồi ở bên room Phật Pháp Diện Mầu. Nhưng mà nếu người ta ngồi trong đạo tràng mà ta có những hành động vậy thì thiệt quá là khủng khiếp. Rồi cách đây mấy hôm cũng có đồng đạo đọc rượt theo luôn. Rượt tới ổ, người ta chửi cái mình ép cái nít nó vô. Giờ rút kinh nghiệm cho qua điện thoại với quý vị mới vô nghe. Mà nên kiểu nghĩ là quý vị mà không có có cầm mic thì không có bị chửi đâu. Thường thường những người bị chửi nhiều là những người cầm mic nhiều đó. Đúng rồi, ngày tìm quên tìm về quê xưa nói nè, ngày xưa cầu mong có 30 người là mừng như má đi chợ gì. Thiệt chứ Quỳnh ha, thiệt đó, lúc đó chắc que hả. Thì Ninh Kiều chỉ như thế này nè, tại vì mình muốn tìm coi là mình cái người đó là ai, vì sao mà vô duyên vô cớ mà chửi mình có cái thù oán gì không, hay là mình làm sai điều gì đó mà người ta hận thù mình. Cho nên Ninh Kiều ép cái nick đó vô, xong cái nick nó hiện lên là mình thấy liền. Thì Ninh Kiều tìm từ room luôn, đầu tiên thì bị người ta vô room mình là room Phật nè, cho nên mình bắt chữ Phật hiện hết trơn mấy cái room Phật lên, cái mình vô từ room mình kiếm mà nó có thì là mình biết là người này thường ở đâu. Là bữa đó thấy Phật Pháp Nhiệm Màu cho nên mình mới hỏi ốp ở bên Phật Pháp Nhiệm Màu, thì ta nói biết người này thường xuyên vô đây, thì mình biết rồi. Thì mình không hiểu tại sao, nhưng mà bữa đó tại vì có một cái vị qua đây chia sẻ mà họ không có hiểu về cái sấm giảng của mình nhiều, nhưng ta chia sẻ theo cái hiểu của người ta, thì cũng có một số đồng đạo là cũng như góp ý thêm, thì cái ông này cũng không đồng ý. Cho nên là khi mà mình lên mình xin không không có dừng cái đề tài đó lại thì nó ghét mình, nó chửi mình đó. Mình rượt theo mình bắt được, nhưng mà nếu như quý vị mà bấm chữ Phật mà không dính đó, thì quý vị vo nó lên là hết trơn room đi, rồi đi từ từ A tới Z thì cũng dính. Thì để biết vậy thôi chứ mình làm gì được người ta trên đây mà. Thành ra dù người ta có chửi mình thì mình cũng ráng nghe chút đi rồi mình ngồi mình giữ. Nhưng mà thật sự quý đồng đạo ơi, mình làm việc là mình muốn cống hiến, mình muốn giữ cho đạo tràng được thanh tịnh.
Tự nhiên người ta vô A Thần Phù, người ta chửi mình cái là nếu mình nói rằng nhẫn hay chịu đựng thì cũng khó lắm. Nhưng mà mình cố gắng, tại vì khi mà người ta nói sốc mình cái là tay chân mình rung hết trơn, mồ hôi mồ kê nó đổ ra chứ biết đồng đạo. Rồi là mình nếu như lúc đó mình cầm mic thì mình sẽ rung giọng đó. Thôi mình đánh thinh đi để cho nó đặng cho nó qua đi. Tức là ai cũng có cái xúc động mà khi mà mình bị vô duyên mà tự nhiên mà người ta tạt mình gáo nước mình hết hồn. Thì mình có, nhưng mà mình cố gắng mình chịu đựng để cho qua. Rồi thì những người mà họ đến mà họ làm cho đạo tràng mình không an lạc thì thôi mình khóa cửa đi, không cho họ đến nữa. Vậy đó, ăn mình giữ đạo tràng mình an lạc. Chứ giờ quý vị cứ biểu là từ bi cho họ vô, họ vô thì họ vô, họ không, chẳng những thí dụ bây giờ họ vô họ chửi Ninh Kiều, họ không phải chỉ làm một mình Ninh Kiều phiền não đâu, mà họ chát lên lăng nhăng này đó, rồi những người khác vô ta mến Ninh Kiều, người ta chát lên câu đối phó, rồi cái là qua lại thì thành ra là cái đạo tràng mình nó lung tung beng. Đạo tràng mà an lạc mà học Phật pháp đó thì vắng người, nhưng mà khi nó lung tung beng để gây gỗ thì người ta ở đâu kéo ào 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 vô vậy đó. Từ đó giờ nó lại vậy. Dạ. Qua anh Đào nói kìa. À, có người bị chửi rung không ngủ được nói chi. Ai cũng vậy thôi, chư quý đồng đạo à. Ai cũng vậy hết á, mình còn là con người thì nếu như mà mình nói là chửi tôi cười, tôi thương quá, tôi chạy lại tôi ôm, tôi thương quá, tôi tội nghiệp cho người ta. Mình làm vậy chưa có được đâu. Làm mà được như vậy là cao lắm đó. Mình tu chưa tới. Cho nên chửi mình giận chưa, giận trước khen. Rung khen gì thì cái chuyện mà chửi mình rung giọng hay là mình mất ngủ rồi đó, thì cái đó là cái bình thường thôi. Nhưng mà mình còn hay ở cái chỗ là mình không để lòng, mình không có quán hận. Cái đó là cái sự tiến bộ của mình. Tức mình không để lòng, không quán hận. Thì cái đó là mình cũng phải có thời gian, ví dụ 5-3 ngày sau thì mình hết giận rồi. Hen quý vị. Chơi nếu mình nói ngay lúc đó tôi không giận là không đúng, ai cũng giận chứ. Dạ. Rồi bây giờ thì bà đang nói tới cái vụ của đồng đạo Từ Phu. Đồng đạo Từ Phu nói vậy, nói rất là cảm ơn Ninh Kiều giữ cái room. Thì bây giờ Ninh Kiều cũng xin gửi cái niềm cảm ơn này không phải chỉ riêng Ninh Kiều đâu, mà tới cho tất cả 30 vị chúng ta đang ngồi đây, hát chú quý đồng đạo. Ninh Kiều xin được gửi cái sự cảm ơn của đồng đạo Tiều Phu nè đến cho hết tất cả chúng mình ngồi đây, từ quý chú cho tới anh chị em mình, là mình có gắn bó, mình có đóng góp, mình có đến đây mình giữ đạo tràng, thì quý vị sau này mới có điều kiện để vào mình gặp giờ, rồi mình mới có điều kiện họp mặt. Thì đây không phải là riêng một mình của Ninh Kiều thôi, mà là hết tất cả chúng ta. Vì vậy Ninh Kiều mong rằng tất cả chư quý đồng đạo mình cùng nắm bàn tay lại, hay chư quý đồng đạo mình nắm chặt tay nhau, để rồi mình khi rảnh rỗi mình bước vào đây, đành rằng không có phải cái nơi này mà đến cho chúng ta, đến làm chúng ta có sự vui an lạc hết, đôi khi cũng có buồn phiền, nhưng mà những cái điều đó nó không có quan trọng. Điều quan trọng nhất là chúng ta có một cái nơi để mà mình đến, để rồi mình thử thách mình tu tập để mình thấy mình có tiến bộ hay không. Đây là có cái điều quan trọng là như vậy đó. Cho nên xin được chia sẻ hết cho chư quý đồng đạo ha. Bây giờ thì trở lại chương trình thì Ninh Kiều sẽ không nói lời cảm ơn nữa, bởi vì nãy giờ nói cảm ơn nhiều quá ha. Bây giờ thì Ninh Kiều xin được mời một vị đồng đạo lên để mà điều động chương trình, hoặc là có ý kiến chú Ngô ơi. Trước á, hồi trước á, sau cái giờ sinh hoạt này đó là con trao lại cho chú. Rồi bây giờ ngày hôm nay trong theo con thấy thì hình như 2 ngày hôm nay thì đạo tràng mình nó sinh động trở lại, là cũng nhờ có quý chú. Nếu như chú có trước máy thì chú lên nói vài lời để mời qua là mời Ngọc Diệp lại với chư quý đồng đạo mình vào chương trình ngâm sấm giảng hay chú. Chú Ngô ơi, chú có ở đó không chú? Alo. Quý vị nào có thể lên để mình chuyển sang chương trình ngâm sấm giảng, mời bằng tay. Dạ cũng mời chú. Chú nói đi rồi xong mình mời quý đồng đạo mình chuyển đề tài sang ngâm sấm giảng nha. Mà từ trước giờ chương trình này con nắm không nổi. Ngoài chú thì có anh em của Ngọc Diệp Tịnh Hữu cũng như quý đồng đạo ha. Sau này mình thấy có Sương Mai với Lan Nguyễn á. Dạ quý vị đó cũng rất là tích cực. Giờ con mời chú nha chú Ngô. Mời chú cầm mic.
bữa nay nên nhờ Linh Kiều lên ra cầm mic làm đỡ mic thế. Bữa nay cũng phải là đỡ cho ai bị gì thì ngủ cúp điện thôi, chứ chúng ta làm phải chuyện của mình, phải đánh giá của cái rung là rung chung. Như Kiều nói nãy giờ, không phải của riêng ai, của chung chúng ta, chùa này chùa chung, cùng nhau xây dựng, cùng nhau gìn giữ, cùng nhau tu bổ làm cho nó hưng thịnh trên lên. Đó cũng là một cái điều khích lệ tinh thần mà mình vừa nói nãy giờ 25 phút rồi. Đó cũng là một cái chuyện rất là quý. Là chia sẻ, mình vừa có cái biệt tài là chia sẻ cái chuyện đòi đạo liên quan. Mà đòi đạo liên quan từ đến tới người. Như là nãy nói là không nhịn nổi. Ai chửi thì cứ thúc chú đem ai chắc câu đó đâu, tôi kiếm không ra cái câu đó ha. Chú đừng muốn được vậy làm qua nhà mạng ở qua nhà thọ hai vậy là Lan Nguyễn chắc cái câu lên cho tiện gặp cái câu đó mắt cho bây giờ lờ mờ quá à, thấy cũng có lý thật tình mà nói cái đó nó thật á. Còn cái thầy dạy ai chửi mắng trai giả điếc thôi, mấy người làm được chuyện đó. Cái con rùa mù cơ mà nó còn lọc không được cơ mà. Nói ra chữ nó mù nó mà con rùa ốm rùa mù cơ mà nó còn buông nó hả miệng ra nó chửi ra mấy nhỏ kia virus đã nó rớt xuống tành bành con mù hết trơn thì chết liền tại chỗ. Còn thức hả? Ờ. Đó, có cái đò. Đùa. Đúng rồi, tôi biết cái câu đó đùa mà. Gì ai chữ uống được thì thôi. Thì bây giờ cái rơm hôm nay á hình như là cái kích lệ tinh thần ngày hôm qua ăn kia gì ông Tư cũng nói với ông Bình Thiền nói rồi, giờ rơm chúng ta cùng nhau xây dựng nè, cùng gắn bó lại nhau, đoàn kết lại nhau, để cái rơm sinh hoạt giáo lý Phật giáo Hòa Hảo rất là tuyệt vời. Thôi thì mong quý vị, quý đồng đạo, quý thân hữu nên cùng nhau đến với cái rừng sinh hoạt này thì đủ cái chủ nhiệm cũng được lợi lạc phần ăn của tinh thần rất là cao quý. Thì xin mời quý đồng đạo cùng gắn lòng lo lắng. Giờ đã đến giờ năm chấm giảng từ đây đến 9 giờ tối của Việt Nam, mà giờ bây giờ là 3 giờ rưỡi của Việt Nam rồi, giờ từ đây 5 tới 9 giờ tối. Thôi thì để theo yêu cầu của Hương Cao thì tôi cũng lên Hương Năm một bài một phần nữa của bài gì đây, nhiều quá nhiều phần nữa được. 1, 2, 3, 4 chia làm hai nè, mời một người đưa bàn tay lên để chia làm hai nè, liền nó liền cho nó có tính cái vụ mà chú nói không liền, liền nói anh cháu sao là liền. Thì nói cho chú biết anh cháu tình bị bệnh tình của anh cháu sao liền. Dạ ông nhặt cái vợ á, ông về vợ á. Dạ ông mai mắc cỡ gì Úc Tị bệnh hoa là ở Nam Thị. Xin mời một đứa rồi mà quý vị đồng đạo đưa tay lên đặng cho tôi ngâm cái một mình làm sao ngâm. Chưa khỏe là mà về không ra liền hay là ở Việt Nam. Thì ngồi ổng về Úc hay là ổng ở Việt Nam thì tiếp tục. Vậy mình tập hành. Ồ đúng rồi, hãy trả. Và nhẫn nên quan trọng là nhẫn mới hiểu ra được, mà Quý Ngọc không có nhẫn là không có chỉ hiểu ra được. Ok Quý Ngọc. Bây giờ ơi phải lo nhìn bên đây không nhìn bên kia. Cô gái đò ơi, vậy là đúng chỗ rồi đó. Bây giờ cô gái đò Quý Ngọc quay dạng thọ Hương Cao. Bây giờ bắt đầu tôi với cô gái đò chia nghe phần đầu nghe cô gái mô như là để bắt đầu rồi. Nãy giờ mà nói cò lái cò ấy cho mà tôi thấy không có ai là cò lái cò ấy cho nên cò không biết nào vậy cò không trốn đâu biết nào, không biết tôi biết nào mà nghe người ta xưng với ông cò bay cò ấy thế nào mà tôi không biết ông là ai.
Thôi thì tôi xin ngâm bài Diễn đàn với hội đồng của Đức Thầy. Tôi xin mời quý đồng đạo cùng hưởng ứng nếu ngâm được đâu hay đó. Cái giọng rè này không hơi rất là rè. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin thành lòng ngâm bài Diễn đàn với hội đồng của Đức Thầy. Cảnh niên trỗi bước thừa nhà để chờ đơn viên xóm làng hội đông về non dạ luôn ước mong cảm tình lê thử tuôn rồng lụy châu lời thăm cùng khắp đâu đâu hương thôn bổn đạo lo âu mối duyên tu là tu Phật tu tiên tu cho rõ biết chữ hiền ra sao mùa xuân chưa có mưa vào cũng như đạo hạnh sắc màu chưa thanh sớm chiều phủi sạch lời danh tầm nơi chánh giác cõi thanh đặng về hỡi ôi thay chung bớt mê đạo màu siêu việt thập đề là ở đây tinh thần hiệp gian ngút mây dẹp cho rõ mặt tớ thầy hạ quân lòng thương ba tánh đòi cơn dầu ai một quan chắc hờn mặt ai chuông linh dục thúc bên tai chúc cầu thành trị thới lai xóm làng hiệp chung một cuộc chi lan rồng đà lô bông mà đá vàng biết nhau lọc lừa hiếu đặng vàng thao đem thân mua lấy mận đào thiên nhiên duyên lành rõ được khung biên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần làm sao khỏi chốn mê tân đạo nguyện vạn lượng có tỏ phân kinh sùng thánh nhân ghi sách trung dung hiền nhân thức tỉnh biết dùng người ngay hội thanh hiệp mặt vui dày gắn còng cô chí lòng mày chẳng phai vinh hoa vườn thể cúc mai cúi đầu tàn rụi lâu dài đặng đâu Thích Ca đạo vị quyền sâu rập tiến đem được một bầu linh quang
Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin ngừng lời tại đây. Xin mời cô gái đò, cô gái đò chiều lên cầm ít ngâm tiếp mà hắn còn tư lự tình ta. Đẹp tim đem được một bầu vinh quang mà hắn còn tư lự tình ta. Ok cô lấy rồi. Rồi cô lấy bắt chắc cũng thấy rồi, thấy chỗ đó rồi. Mời cô lấy nhận mic. Xin cảm ơn quý đồng đạo đã nhường cho tôi để mở đầu chương trình hôm nay. Và tới giờ tôi phải đi nấu cơm, đi cúng rồi mới đi nấu cơm được. Ok, xin mời quý vị lắng nghe cô lái đò lên nhận mic và ngâm tiếp bài Diễn Làng Đi Hoa Đông. Mời cô lái.